Xin được chào mừng toàn thể cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Tài Nguyên Đất. Hôm nay thì em đã có mặt tại xã Sa Bang, huyện Chư Bật Long, tỉnh Sa Lai để giới thiệu cùng toàn thể cô chú anh chị mình một mảnh đất với tổng diện tích là 2 ha 4 sổ sách đầy đủ nha quý anh chị. Trước khi vào nội dung chính của ngày hôm nay thì mong rằng cô chú anh chị sẽ cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh để em có thêm động lực ra thêm nhiều video hơn nữa cho cô chú anh chị mình cùng tham khảo. Và để cập nhật tất cả những video mới nhất từ kênh của em thì cô chú anh chị mình có thể nhấn nút chuông bên cạnh nút đăng ký. Để khi em ra những video mới nhất thì cô chú anh chị mình sẽ được nhận những video đó đầu tiên. Mảnh đất mà em muốn giới thiệu cùng toàn thể cô chú anh chị trong ngày hôm nay không có mặt đường. Chỉ có đường 6m vào đất của mình thôi. Hiện tại thì ô tô có thể vào tận nơi. Đất thì đã có sẵn nhà xây, kiên cố, có điện 3 pha, nước tưới thì thoải mái nha quý chị trên đất thì bà chủ có phụ kín các loại cây trồng như là cà phê và khoai nang nhé trong đó có 1.000 cây cà phê đang cho thu mạnh còn lại phần đất trống thì bà chủ trồng khoai nang nha các chị thế đất thoải đẹp cho nên là đất đỏ ba gian tươi súp không sỏi đá từ vị trí của mảnh đất này là đến quốc lộ 14 a là một cây lưỡi cách trung tâm xã khu đông dân cư trường chợ là hai cây lưỡi cách trung tâm thành phố Padoku 22 km cách sân bay là 25 km. Nói chung đường xá thì cũng khá là thuận tiện rồi. Ở khu vực ở trên đây là trồng khoai nha quý anh chị, đất rất là đẹp luôn. Còn ở phía dưới đây là trồng cà phê này, có một ngàn cây cà phê như thế này. Cà phê cũng rất là đẹp nha quý anh chị. Đang cho kinh doanh rất là mạnh, trái rất là nhiều. Giá mà bố chủ đưa ra cho mảnh đất này là 650 triệu trên 1 hecta có thương lượng nha quý anh chị. Nếu như cô chú anh chị mình còn bất cứ thắc mắc gì từ mảnh đất này thì có thể gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại 0929 339929 để được giải đáp. Em xin cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể cô chú chị trong những video tiếp theo của em.